Con chào ông bà cô chú anh chị và các bạn nha. Đó, đây là bé Đen nha. Đó, nếu quay xuống coi tụi nó ngủ. Rồi. Náo lộn nó đang ngủ, mình náo lộn nó dậy. Mình náo lộn cái nó dậy. À, nó ăn cơm mình mới giờ này còn sớm mà ngủ gì? Mà trả cho cái gì nè. Mẹ biết rồi. Mẹ thì quay. Video dở quá, cái máy nó lắc quá, kéo giếng trời lại được rồi. Ăn no hết rồi, ngủ rồi. Trời, em không nói lơ thiệt có luôn á, em làm cái gì mới xong á. Năm ra em không có đăng YouTube được tụi nhỏ, tụi ngoài ghê luôn á. Tụi nó đang nằm ngủ mà mình vô mình náo loạn thì nó mà ăn xong mình ngủ sớm quá, lát nữa dậy quậy tôi hay sao. Thôi đi ha, đừng có chửi nhau nữa ha. Quay Phước Ngọc Thọ ha, Phước ha. Để mẹ trả cái giường xuống cho Phước nằm. Nè Phước lên đi nằm con. Kéo cửa lại. Phước nằm giường nè Hoàng. Thấy bình thường tụi nó vậy á, chứ nhưng mà tụi nó hả giỡn với nhau dữ lắm chứ nó không có nghe mặt mấy anh chị à. Đó. Lạc An, Lộc nè. Hả Lộc. Sao Lộc, thằng Lộc này ha. Ở mẹ mỗi ngày mẹ cho ăn đó mà nó nhe răng chặn nè, cắn miếng đi. Trời ghê không đó, ghê không đó, ghê hồn không đó. Sao vậy này con? Ủa mà sao vậy đó, mỗi ngày cho ăn á chỉ có thằng Phước với thằng Thọ đụng được. Sao con chửi mẹ, mẹ chích con đau cái gì đúng không? Phước nó hiền ngoan lắm. Đau đây hả? Đau đây không? Nó cắn con mấy bữa hả? Rừng rồi. Nó cứ cho mình đụng lên. Ông sinh nhân không đụng được. Mình đụng không được phải không? Thấy ghê không? Ngủ đi tụi con. Trong đây ấm cúng lắm mấy anh chị, nếu không có lạnh lẽo gì đó. Em mấy cái chiếc giường này xuống hết. Nó nằm đó, giường thả xuống. Là đứa nào nó thích nằm lên đó. Sao hay tập trung lên đây, xung quanh thì giường nó nằm. Mày đi thả giường cho nằm. Bên kia thì trung tâm nhảy nha. Cô đâu ạ? À? Cô nó đô quá à. Cô nó nói chứ mà nó bự con. Cô ngủ không lắm, ngủ lắm. Đây mẹ trải giường cho ngủ nè. Mẹ trải giường. Cô con nằm. Thương quá. Thương quá. Ôi trời ơi, từ từ nằm. Tụ tập hậu nghị. Ôi,
có thấy mặt em chửi mà em cho nó ăn mỗi ngày cũng chửi em thiệt luôn. Nuôi kiểu gì mà cho ăn nó vẫn chửi mình. Vô mày trả cho. Ông này nằm rình chuột á, con chuột đâu mà biết mà rình nữa. Cái chỗ đó là cái chỗ mà để thoát nước ra mà ông nằm không rình. Vậy là đóng cửa đồ tối đi ngủ. Phước Lộc Thọ đó, nó uống nét ga xong rồi thì vài hôm nữa sẽ cho nó ra luôn cho nó chứ không có nhốt nó như vậy. Vậy đó, đứa nào nó thích nằm đâu nó nằm. Phước nó nằm trong cái giường của nó chẳng. Nó ấm lắm, nó không có lạnh. Nếu có nó đâu có thích lên giường, nó chỉ thích nằm ở dưới đất. Lucky là nằm giường nha, cái giường đó là của Lucky nha đó. Lucky đó ha, cái giường đó là của Lucky. Lucky mới uống thêm một viên ba bát tô nữa đó. Mấy đứa mà đã bị viêm da là hết nhiệm kỳ là phải uống. Đó, chứ bên Lucky không có uống nét ga đâu mà uống ba bát tô luôn á. Vậy mà lông cũng mọc không nổi nữa. Đó, Lucky. Em cần được chơi rồi giỡn hả? Thằng nãy nay ra lông rồi nè, thằng nhỏ nhỏ nhất cái nhà luôn á, lóc chóc trời nhỏ gì à tồ. Tồ bà thương tồ quá, bà thương tồ nha, bà thương tồ à, bà thương tồ của tập bà nha, vàng của bà hôn cục vàng con, bà thương tồ nha nha. Ây da, nó cào móng tôi, nó cào tôi. Rồi ổng ngồi kìa. Đó, trong chữ ra, ngoài chữ vô. Thằng này mai cạo lông nha mày, cứ lông lùm xùm à. Cái đen cười hoài à, chưa chịu đá ỉa nữa mệt ông ghê nha, nha ông kẹt nha. Chào cô chú đi, mẹ đi tắm nè, bye bye cô chú nha.